Tài tử Hoa Thiên Cốt Trương Đăng Phong bao nuôi trợ lý cắm sừng vợ Hoa hậu. Cứ ngỡ rằng tính cách lăng nhăng ngoại tình sẽ thay đổi. Nhưng mới đây, nam tài tử Hoa Thiên Cốt Trương Đăng Phong lại ngựa quen đường cũ, vẫn còn qua lại với người đại diện cũ sau lưng bà xã Hồng Hân. Trong những tháng cuối năm, những quả dưa yêu đương cực chất lượng của giới giải trí hoa ngữ đều được tung ra. Bên cạnh những tin đồn hẹn hò, thì những thông tin ngoại tình của những cặp sao hoa ngữ càng hấp dẫn hơn không kém. Mới đây, các blogger lại tiếp tục phanh phui việc nam tài tử cắm sừng vợ hoa hậu khi đưa ra dòng chữ hấp dẫn Giang Cư Mận, diễn viên lười tình được vợ tha thứ, nay lại cặp kè với nhân tình. Trước thông tin mập mờ từ blogger, rất nhiều người đã suy đoán phải chăng người đàn ông được gọi tên là Trần Tư Thành. Nhưng không đợi nhiều người tò mò đoán vào đoán non thì nhân vật chính được công khai, đó chính là nam tài tử Hoa Thiên Cốt Trương Đăng Phong. Sự việc bắt nguồn vào năm 2018 khi trên mạng ồn ào bê bối ngoại tình của Trương Đăng Phong và người đại diện Tất Oánh. Tuy sau đó phía Trương Đăng Phong đã phủ nhận, nhưng cư dân mạng không tin tưởng vì tình nghe lý giang. Vào năm 2019, Trương Đăng Phong cho biết Tất Oánh đã tự nộp đơn từ chức vì cảm thấy có lỗi. Dù bị cắm sừng sau lưng, suy sụp trong thời gian dài, nhưng Hồng Hân vẫn tha thứ cho ông xã. Cứ ngỡ rằng sau khi quay về bên vợ, Trương Đăng Phong sẽ thay đổi dành thời gian cho vợ con. Nhưng sáng nay, phóng viên Giang Tiểu Yến cho biết, đến hiện tại, Trương Đăng Phong và Tất Oánh vẫn đang giang giang díu díu mập mờ. Cụ thể, theo các nguồn tin, thì người bàn giao công việc livestream cho Trương Đăng Phong là một tài khoản có nickname Manh Manh. Nhưng khi thanh toán tiền thù lao cho Trương Đăng Phong, thì chuyển tiền vào số tài khoản có tên Tất Oánh. Ngoài ra, ảnh cáp màn hình tin nhắn cho thấy, khi thương lượng sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Trương Đăng Phong, thì Tất Oánh yêu cầu sắp xếp cho hai người ở chung một phòng. Khi được thông báo không còn phòng thì Tất Oánh đưa ra yêu cầu bên phía cô sẽ tự tìm nơi nghỉ ngơi, nhưng chi phí sẽ do công ty sự kiện chi trả. Hiện thông tin Trương Đăng Phong vẫn giang giang díu díu mập mờ sau lưng vợ ăn trộm đang được cư dân mạng quan tâm. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ tức giận thay cho người đẹp Hồng Hân, đồng thời khuyên cô nên dứt khoát với người chồng phản bội này. Trương Đăng Phong là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh hoa ngữ. Tốt nghiệp Đại học Hí kịch Thượng Hải cùng với việc sở hữu gương mặt điển trai nam tính, anh từng để lại ấn tượng khi tham gia các tác phẩm đình đám như Hoa Thiên Cốt, Thần Điêu Đại Hiệp bản 2014, Nam Thần Của Tôi. Năm 2006, Trương Đăng Phong kết hôn với Hồng Hân, minh tinh hơn anh 10 tuổi và từng là mỹ nhân nổi đình đám trên màn ảnh Hồng Kông những năm 1990. Nữ diễn viên sinh năm 1971, nổi tiếng qua các bộ phim như Ma Đạo Hiệp Tình, Nguyên Chứng Hiệp, Như Lai Thần Trưởng, Đại Tam Nguyên. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2009 và đã có một cô con gái chung, hiện 5 tuổi. Hồng Hân từng có một cậu con trai riêng với người tình cũ và cậu bé này đang sống cùng Trương Đăng Phong và Hồng Hân. Sau khi lập gia đình, Hồng Hân dừng đóng phim và ít tham gia các hoạt động của làng giải trí để tập trung chăm sóc mái ấm nhỏ. Tháng 4 năm 2019, làng giải trí Trung Quốc choáng váng trước thông tin cùng những bằng chứng về việc ngoại tình của nam diễn viên Trương Đăng Phong và người đại diện Tất Oánh. Theo đó, cả hai bị bắt gặp tại một khách sạn. Trong các bức ảnh được chụp lại, Tất Oánh thản nhiên vào phòng của nam diễn viên lúc nửa đêm với bộ đồ ngủ và ở lại đến gần sáng mới trở về phòng riêng. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện nữ trợ lý này đi vào phòng của nam diễn viên với chiếc quần màu đen, nhưng khi trở ra thì quần đã được thay bằng màu tím. Trương Đăng Phong đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, khẳng định anh vẫn một lòng một dạ với vợ. Song nam diễn viên Hoa Thiên Cốt vẫn không thoát khỏi những lời chỉ trích hay sự quay lưng của khán giả. Sau khi Hồng Hân tha thứ cho chồng, hai người lại tiếp tục sống hạnh phúc như trước. Cặp đôi xuất hiện công khai bên nhau trong nhiều sự kiện của gia đình. Hồng Hân luôn nở nụ cười và dành cho chồng ánh nhìn ngọt ngào. Mới đây, giới săn tin bắt gặp hai vợ chồng Hồng Hân và Trương Đăng Phong cùng cô con gái 5 tuổi tình tứ đến ủng hộ bộ phim tốt nghiệp của con trai.